Rồi, ok, xin chào các bác. Thì vẫn là cái con LG V50 của em đây. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn thêm cho các bác biết được là cái cách mà thay cái cụm chân sạc của cái con V50 này. Thì các bác cũng biết rồi đấy, LG mình hay bị cái hiện tượng mà mất sạc nhanh rồi chập chờn các thứ, nói chung là bị độ ẩm nữa các bạn, bị báo lỗi độ ẩm ấy. Thì nếu như các bác nào mà không mà vệ sinh ấy, vệ sinh cái này bằng cách mà cái clip em sẽ cho cái phần mô tả ấy. Có nghĩa là các bác dùng RB7 các bác xịt vào đây này, các bác vệ sinh ấy, mà nó không được ấy, mà không được nhá, thì chắc chắn lúc đấy các bác phải thay cái cụm chân sạc rồi. Thì các bác phải tháo máy ra, thì clip tháo máy em cũng sẽ để ở phần mô tả nhé. Và các bác phải tháo được cái cả nguyên cái cụm này ra. Thì sau khi các bác tháo máy, tháo lắp lưng các thứ, các bác sẽ đến cái phần này. Thì các bác, đây là cái con V50 em cũng chưa tháo bao giờ, cho nên là em sẽ làm trực tiếp cho các bác xem là nó tháo như thế nào. Đấy, thì nó cũng dễ thôi. Em nghĩ đây nó chỉ là cái phần nó dán bằng băng băng dính hai mặt thôi. Đấy, cho nên cũng dễ. Đây, các bác nhìn này, nó có hai cụm anten này, trắng với đen này. Thì nó, cái đen nó sang bên này thì các bác cũng nên gỡ nó ra. Chả biết thế nào cũng cứ nên gỡ nó ra. Cái này thì nó nằm lên trên main rồi, không cần phải gỡ. Đó. Thì đây em sẽ thử tháo từng 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 chỗ một. Đấy, nó cũng dễ thôi. Đây này, em thấy này, đây nó chỉ là cái phần hình như không có keo đâu các bạn, nó chỉ xuống thế thôi. Đây này, cái phần này, chỗ cái đây, đây là cái mic nhá. Các bác nhớ nếu mà cái cậy nó ra xem không may nó đứt cái dây này thì là nó sẽ bị không có mic đâu. À, khá là chắc các bạn, nói chung là cũng khá là khó đấy, không phải đùa đâu. Em cũng chưa tháo bao giờ nhưng không biết được. Đấy. À, cũng dễ thôi, không có gì khó đâu. Nó sẽ bị cong một chút về cái đấy, dễ thôi. Nó hơi cong một chút cái main đi ấy. Đây này. Cái main sau khi tháo ra, nếu các bác cứ cứ lèn một cái miếng mỏng vào ấy, nó sẽ hơi cong như này. Đây, từ từ nhé, em sẽ cho cái nó lên led lại. Này led hơi củ chuối tí. Rồi, ok các bác. Đấy, thì đây. Sau khi em lấy ra rồi này, cái main nó sẽ hơi bị cong như này. Đó. Cong một tí nhưng mà không sao, các bác bẻ lại một tí là xong mà. Đấy, thì đây các bác có thể nhìn thấy này. Đây là cái cổng 3.5. À quên, cái cổng C, cái cổng lỗi 3.5. Thì đây, cái cổng C này nó cũng có một cái gioăng chống nước ở đây này. Đấy. Cái này có thể lấy ra được luôn các bạn. Đấy, cái gioăng này lấy ra được luôn nha. Đấy, các bác nhớ nhá. Cái gioăng này ấy, thì nó có tác dụng là chống nước đấy, cho nên các bác nào mua mua cái bộ này ấy, mua cái cụm này ấy. Đấy. Mua cái cụm này nhớ nhá. Các bác nhớ này, mua cái cụm này các bác nhớ là phải có cái gioăng này nhá. Nếu mà không có cái gioăng này thì là nó không có tác dụng chống nước đâu. Đấy, cho nên các bác phải chú ý nhá. Đấy, bỏ cái gioăng này ra. Thì em nghĩ là bây giờ thị trường ấy, nó bán là nó sẽ bán cả nguyên cái cụm này luôn, cả nguyên cái cụm này luôn ấy. Cho nên các bác mua thì các bác nhớ là bảo người bán ấy, người ta chụp cái ảnh cho, chụp cái hình ảnh cho xem là nó còn y chang không. Hai cái anten này thì có thể là chỉ là cái nó có thể không có đâu. Đấy, có thì tốt mà không có thì các bác dùng cái anten cũ của máy các bác thôi. Cái này thì chắc chắn là không bị mất đâu. Đấy, cho nên các bác cần chú ý là mỗi cái gioăng còn không này, và ở trên cái đây này các bác, ở trên cái cụm này nó có cái mic nhá. Đây này, cái mic này này. Đấy. Thì cái mic này nó hàn chết luôn vào cái cụm này luôn. Đấy, nó không thể tháo rời ra được đấy. Có nhìn này, nó không thể tháo rời được đâu. Đấy, có nhìn kỹ nhé, nó không thể tháo rời được. Cho nên là các bác cần là phải 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 có cả cái mic này nữa nhé. Đấy, không có cái mic này không được nhé. Đấy, và đây là hai cái chấu này, hai cái chấu của cái loa ngoài này. Các bác nhớ nó còn phải nhô cao như thế này nhé. Cho nhìn này này. Đấy, nó còn phải nhô cao như thế này. Hai cái chấu. Đấy. Thì đấy, đây là cái hết cụm này thôi. Thì sau khi các bác mua vào rồi, mua về thì các bác lắp lại thôi. Cái này đây này, các bác nhìn này này, nó không có một chút nào của keo đâu. Đây này, à có keo đây, em dính vào đây. À có keo đây các bác. Thì cái phần này này, cái phần màu 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 xám xám này này, nó là keo đấy. Thì thường thường nếu như các bác bị mất cái keo này thì các bác dùng cái băng dính hai mặt đấy, các bác dán một lớp vào đây là được, dán kiểu kiểu ý này. Đây là keo này các bác, đây này. Đây là keo này, nhưng mà em thấy là cái độ dính của nó kém đi rồi. Đây là keo, đây là keo. Đấy. Thì các bác mua về các bác nếu mà không có cái dính này thì các bác dùng keo hai mặt các bác dính cũng được, không sao cả. Nó cũng rất là mỏng mà.
Đấy, ok. Thì cái này cũng rất là đơn giản thôi. Các bác cứ tự tin mà làm, không sợ đâu. Ok, chào các bác.